Ngài sứ nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. Vì Chúa đem những người Si-on bị bắt trở về, chúng tôi như người đáng mơ. Bây giờ miệng chúng tôi vui cười, lưỡi chúng tôi thốt lên bao lời hân hoan. Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. Và bây giờ thiên hạ nhỏ to nói với nhau rằng: Chúa thường đối xử khoan dung, Chúa đã sự dẫn ư nhân từ, nên chúng tôi xiết bao vui mừng hân hoan. Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. Phận con như suối phương Nam, ai gieo trong lễ đau thương sẽ được gặt hái trong vui mừng. Những khúc ca biến tan trong niềm hân hoan. Chúa đã đối xử nhân từ với chúng con, nên chúng con mừng vui bao hân hoan. Chúc tụng đức vua, đấng nhân danh Chúa mà đến. Bình an trên trời và vinh quang trên các tầng trời.